Hoa Lan Cần Thơ xin kính chào các cô chú anh chị. Hôm nay là phiên bán hàng tối ngày 30 tháng 6 năm 2020. Thì mình có một số hàng thuần đó để chia sẻ với các cô chú anh chị. Cũng như các cô chú anh chị mới tập chơi thì mình mua những cái hàng này về thì mình không có sợ nó chết. Mình đã thần ổn định hết trơn rồi. Thì cái phí mình báo thì cũng chưa có phí vận chuyển các cô chú. Là các chú nhận hàng được quyền xem hàng và thanh toán tiền hàng và phí vận chuyển cho bên chuyển phát. Thì trước khi vô bán hàng thì mình cũng chia sẻ cho các cô chú anh chị mình chút luôn về những cái cây mà giả hạt mà gieo hạt năm thứ hai mà mình chia sẻ cho các cô chú anh chị mình đó. Thì đây nè, những cái cây giả hạt năm thứ hai này là mình trồng trước những cây giả hạt đó. Đó, như mình thần trước đó, mình thần trước những cây giả hạt mà năm thứ hai của các cô chú anh chị đó, các cô chú anh chị thì mới thần sau này đó. Thì nè các chú thấy không, đi ngọn cực kỳ luôn nè đó. Cái cây này mình không có bán rồi các cô chú, cái cây này mình cho các cô chú anh chị mình xem nè. Năm thứ hai nè, cái này năm thứ nhất nè, cái này năm thứ hai nè đó, các chú thấy không, cực kỳ luôn. Nhìn cái gạch có chiếu đo cái gan mình đi, hơn 20 cm luôn rồi nè. Đi ngọn cực kỳ luôn nè, đua ngọn luôn nè. Mình chăm sóc thì ăn thua mình chăm sóc thôi, chứ mình chăm sóc thì nó đạt kết quả thì rất tốt. Bên đây cũng vậy nè, cây nè đi ngọn rất đẹp luôn đó. Chứ đâu phải mình nói là cái cây mà mình năm thứ hai mình trồng nó không lớn đâu nè, nó lớn cực kỳ luôn. Cây này cỡ tầm 40 phân luôn nè. Bên đây nhảy kỳ nữa nè, ăn già nhảy 2 cây nữa nè. Mình chia sẻ các cô chú anh chị đó, thì cái này là mình trồng đó, thì mình đi phân hữu cơ nè, phân hữu cơ với phân vô cơ mình thay đổi với nhau nè, trong tháng nè, mỗi tháng phun lần đó. Cây đó rất đẹp luôn nè, rất lực luôn. Rồi bây giờ mình sẽ vô bán hàng. Mình có một số mặt hàng như sau đó. Ở đây mình có ba hình này là hồi đó mình ghép là hình như là mấy hình này là hoàng nhạn chứ không phải là hồng nhạn, nhưng mình nhớ gì thôi, mình để lẫn lộn nhớ gì thôi, mình giờ mình cũng không nhớ chính xác. Nhưng mình bán với cho các cô chú anh chị là cái giá hồng nhạn, lan hồng nhạn thì cũng rất là đẹp đó, có màu hồng rất đẹp đó. Nếu mà về mà trúng ngay nha, lan hoàng nhạn thì các chú anh chị mình hưởng nha. Hiện tại bây giờ thì tình trạng cây vậy nè, hình số 1 nè, rễ đổ ra ok hết trơn rồi nè đó. Hình số 1 nè, mình nữa sẽ bấm cố gắng mình giữ cái chậu này cho các chú anh chị mình luôn đó. Nếu cái chậu này nó bể thì các cô chú anh chị mình là về mình cái sàn cái chậu mới không sao hết, cái dòng này dòng đơn thân rễ gió nó không có chết đó. Rễ nè ra rất là ok luôn đó nè, rễ nè, cái xương cá luôn đây nè đó. Thì đây mình có ba hình, nếu chúng hoàng nhạn này các chú chìm thưởng nha đó. Dòng này đơn thân rễ gió, nói chung là mình thuần nè đó, cây ổn định hết trơn rồi. Rồi hình số 1 hồng nhạn bán cho chú là giá hồng nhạn nha, 100k. Hình số 2 cây lớn 140. Hình số 3 cây lớn cũng 140 luôn đó, có 3 chậu hồng nhạn các chú ưng thì các chú chốt. Ở đây giò hoàng phi hạt 120.000, 3 thân tơ nè, cực kỳ đẹp luôn. Dòng này thì hoa khỏi phải chê rồi, hoa đẹp bền. Cái dòng này các chú nè, ghế nè, cái dòng này là các chú về ha, cho ăn nắng thoải mái luôn cũng không sao hết, nó vừa nắng lắm. Đây cũng còn thằng tơ nữa nè. Hình số 4 120.000 hoàng phi hạt. Hình số 5 thì mình còn có một chậu một thôi, sót ngoài vườn nè, trồng giờ cỏ lên luôn rồi các chú, thật giờ cỏ lên nè đó. Thì tình trạng cây vậy nè đó, cây rất lực luôn, cây 52 nha, là cây 52 hết
gắt lực đang đi ngọn đây nè. Đó, cái này là cánh bầu hòa bình. Đó, còn có chậu duy nhất, các chú nào mà ưng thì mình chốt hình số 5 150k. Qua hình số 6, hình số 6 thì mình có kiều vuông cánh trắng. Cái này khúc ghép gỗ. Hiện tại thân tơ nè, thân tơ nè. Đó, thân tơ nè. Đó, cái loại cái dòng này thì thí dụ năm nay cái thân này thì nó thí dụ như năm nay nó cho hoa ở cái mắt trên này mà mắt dưới này nó chưa cho hoa thì qua năm nó tiếp tục nó cho hoa nghe các cô chú. Đó, cái dòng này nó vậy đó. Ghép vô khúc gỗ nè, thần rễ ra rất là ok luôn rồi. Bám chắc chắn luôn. Bám quanh chậu luôn nè. Đó, xuống dưới đáy luôn. Đó, hình số 6. Kiều vuông cánh trắng 200k. Hình số 7 cũng kiều vuông cánh trắng luôn, cây đang sưng mắt nụ nè. Đang sưng mắt nụ nè, thân tơ lên nữa nè. Thân tơ lên nữa nè. Đó, nói chung chậu này thân tơ nhiều nghe chú. Đây cũng thân tơ, đây cũng thân tơ nữa nè. Đây cũng thân tơ nữa nè. Đó, hình số 7 kiều vuông 200k. Hình số 8. Hình số 8 thì cái này nó bự hơn tí. Đó, hình số 8 bự và nó cũng đẹp nữa nè, đẹp hơn chút. Cái cây không phải là bự nhưng mà có cái là nó cao hơn, nó cao nó đều hơn. Rễ rồi gắt ok hết trơn rồi, bám chậu hết trơn rồi. Chắc chắn ăn quanh chậu luôn nè. Bò lên tới trên luôn. Đây nè. Đây nè. Đó. Hình số 8 kiều vuông. Đó, hay còn gọi là người miền Nam là còn gọi là thủy tiên đó, thủy tiên vuông á. Đó. Đó. Hình số 8 220k. Hình số 9. Hình số 9 thì ở đây mình có một cái giò hạt quỷ nè, quỷ bắc. Nó hiện tại đang tơ nè. Cứ nhìn nè, tơ rất là đẹp luôn. Cái này đóng hàng cũng phải cẩn thận nè, đóng hàng không khéo là mấy cái thân tơ nè, thân tơ này nó mọc từ thân này lên nè. Quá trời đẹp luôn, nó dài lắm, chứ không phải nè, cái thân này thân ngắn nè. Này thân ngắn nè. Hơn 20 cm hết, gần 30, cỡ 25 26 cm hết rồi. Thằng này cũng đang ngắn nè, mà nó có tầm gì rồi nè, 20 cm. Đây thằng này là dài nhất, con tơ này dài nhất. Đó. Hình chữ 9 180 ga, hạt vĩ, rễ ổn định cho nên rễ ok luôn nè. Đó, rễ đang nè, chẳng giờ đang qua tới đây luôn. Quá trời nè. Rễ ăn rồi nè, bám rồi nè. Hạt quỷ 180k, hình số 9. Ở đây mình có một cái giò quẩy rồng. Đó, giò quẩy rồng này rồi mình chia sẻ các chú anh chị, mình có làm cái video mình chia sẻ các chú anh chị nè, rễ nó bám nè. Thì cái dòng này là cái rễ nó mới ra nè, nó xanh gì nè. Đó, nó mới ra nó xanh gì nè. Nhưng mà nó ra dài rồi nó sẽ chuyển sang cái màu nâu gì nè các cô chú. Nó chuyển sang cái màu nâu vậy đó. Nói chung rễ ra bám vậy, hiện tại vừa rồi nó cho hai cái bồ hoa nè, mới tàn nè, nó sổ tay bường mình luôn nè. Đó, mới tàn hai bồ hoa, hiện tại bây giờ nó cho tiếp bồ hoa mới nữa nè. Đó, dòng này thì không thua gì sân thủy tiên nha các cô chú, rất là đẹp nha các cô chú. Bên đây bồ hoa đó nè. Đó. Ở dưới đây thì nó chuẩn bị nè. Chuẩn bị mà chắc cái này không biết sao đây. Cái này chắc không biết giữ được không nữa. Cái này chắc hư rồi các chú ơi. Nhưng mà những còn nhiều thân tơ lắm. Nó còn chuẩn bị ra hoa nhiều lắm. Còn nhiều thân tơ lắm. Đó. Chuẩn bị ra nữa để mình coi kỹ rồi còn có bồi hoa nữa không. Thì rồi nó sổ hai bồi nè. Đây bồi nè, đây bồi nè. Rất là đẹp. Còn nhiều thân tơ lắm, hiện tại bây giờ là trước mắt mình qua cho các chú anh chị xem là nó hai bò hoa nè. Đây bò nữa nè. Rễ thì ok chơi rồi, không có gì phải bạn cãi hết nè.
rễ là ra, nói chung là chỗ nào cũng ra rễ hết chứ không phải lại rễ hoàn toàn hết trơn mình mới bán, chứ không ra rễ mình không bán đâu. Rễ bám chặt chẽ bên đây mình đính phần cho cá chú nè, đính phần vô rồi đó. Thì cái khúc này gỗ bu sữa đó, ai thích thì chốt thành số 10, 7 gồng 200k. Lớn rồi cao chú chứ không phải nhỏ rồi cao chú. Lớn rồi nè, mấy găng tay lần đó chứ không phải đâu. Gần 3 găng tay đó. Thấy quay nó vậy đó chứ ở ngoài nó chờ nó bự. 7 gồng hình số 10 200k. Rồi qua hình số 11. Hàng giống. Ai chốt thì chốt kèm với cái đơn này nha. Nếu ai chốt cái đơn này thì bây giờ cái này phải gộp đơn mình mới ship được nha. Hình 11 là giống nè. Giống này thì chắc lẫn lộn voi với lông tu sưng. Nó voi thì các chú biết rồi đó. Hoàng thảo voi mà nếu mà trong cái vườn mình có một cái giò thôi nó sổ bông thì nó thơm cực kỳ thơm rồi, mà hoa rất là đẹp. Chắc cô chú anh chị biết hết rồi, gõ giới thiệu. Hình số 11 50k thôi. Đó, tại cái này nó cũng nhỏ. Nó cũng nhỏ chứ nó không bự. Đó, ai mua thì gộp đơn với hình này nha. Đó, hình này là mình báo là lông tu sưng đó. Nhưng mà nó lẫn voi gì trong đây nữa nè. Lông tu sưng. Hình 11 50k. Rồi các cô chú anh chị nào mà mình in ưng hình nào thì mình chốt hình đó, mình có thể mình nhắn tin cho mình hoặc là gọi điện cho mình qua số điện thoại mình ghi ở trên tiêu đề. Hôm nay thì mình chỉ có tổng cộng cho 11 hình thôi. Các chú anh chị nào mình ưng thì mình chốt. Mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.